Độc lạ yoga được thể hiện trong đám cưới. Tuy không biết thông điệp là gì, nhưng cộng đồng mạng đã xem và đánh giá cao sự tự tin của những cô gái này. Quý vị đến chỗ uống yoga để từng dân xuân. Ba cô gái rất là dễ thương, nhất là dễ dàng cùng phục vụ cho quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Tao lấy mày.